Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ USGS, chỉ 13 phút sau trồng động đất 7,4 độ với tâm chấn chỉ cách thành phố Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc, khoảng 18 km, gây tàn phá nặng nề thành phố và cảnh báo sóng thần đến tận Nhật Bản, Philippines, một trận động đất khác mạnh 6,4 độ đã bồi thêm tâm chấn cách thành phố Hoa Liên chỉ 11 km. Hai trận động đất lần lượt xảy ra vào lúc 6 giờ 58 phút và 7 giờ 11 phút sáng ngày 3 tháng 4 theo giờ địa phương. Khoảng 10 dư chấn đã được USGS ghi nhận kể từ thời điểm đó. Phân loại theo cấp độ DEE, tức chấn động mà người trên mặt đất cảm nhận được, thường liên quan đến mức độ tàn phá USGS. Phân loại hai trận động đất này lần lượt là cấp 9 mạnh Cấp 18 mạnh trung bình, cấp 10 là cao nhất trên thang đo này. Các hình ảnh được AP và Reuters ghi nhận tại thành phố Hoa Liên cho thấy nhiều tòa nhà cao tầng bị đổ sập, chính quyền địa phương cho biết nhiều người dân đang bị mắc kẹt trong các tòa nhà này. Chính quyền cũng đã đình chỉ các lớp học, giáo viên được yêu cầu đưa học sinh sơ tán ra các bãi đất trống. Theo The Guardian, hơn 87.000 hộ gia đình trên đảo Đài Loan hiện không có điện, sự cố internet cũng được báo cáo. Trong khi đó, phóng viên The Guardian từ thành phố Đài Bắc mô tả gạch bong tróc bên ngoài những ngôi nhà cổ, tháp nước, nứt, kính và đồ đạc rơi vỡ. Phóng viên này cũng cho biết dư chấn liên tục ảnh hưởng tới khu vực này từ 8 đến 9 giờ sáng giờ địa phương. Vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, điện thoại của người dân thành phố Đài Bắc đã nhận được cảnh báo sóng thần từ chính quyền. Sóng thần có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển lúc 9 giờ 59 phút. Trước đó, vào sáng 3 tháng 4, trận động đất mạnh 7 độ Richter ngoài khơi Đài Loan, Trung Quốc đã làm trung chuyển Đài Bắc, gây mất điện ở một số khu vực của thành phố. Các đài truyền hình Đài Loan đã công bố video một số tòa nhà bị sập ở quận Hoa Liên, khu vực nằm gần tâm chấn trận động đất. Một số người được báo cáo đang bị bắt kẹt. Một người dân sống ở Hoa Liên thuộc Đài Loan, Trung Quốc đã quay được khoảnh khắc động đất gây sạt lở núi khiến đất đá đổ xuống một thị trấn nằm gần đó. Theo đoạn video quay lại, có thể thấy dư chấn của trận động đất xảy ra tại miền đông Đài Loan, Trung Quốc đã gây ảnh hưởng cho ngọn núi nằm trong khu vực này và khiến đất đá cùng khói bụi từ trên núi đổ ập xuống thị trấn nhỏ nằm ngay đó. Dựa trên lời miêu tả của người dân địa phương, thị trấn trên giống như bị làn khói của ngày tận thế nút dẫn. Theo Cục Quản lý Thời tiết Đài Loan, trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 58 phút giờ địa phương ở độ sâu 15,5 km ngoài khơi ở bờ biển phía đông Đài Loan. Truyền thông Đài Loan cho biết thêm, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra trên hòn đảo trong 25 năm qua. Nhật Bản đã ban bố khuyến cáo sơ tán đối với các khu vực ven biển của tỉnh Okinawa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA, sóng thần cao tới 3 mét có thể sẽ tràn tới các khu vực rộng lớn ở bờ biển phía tây nam Nhật Bản. GMA nhận định cường độ trận động đất ở Đài Loan ở mức 7,5 độ Richter. Cũng theo JMA, sóng thần cao 30cm đã xuất hiện tại đảo Yonaguni. Cơ quan địa chấn Philippines cũng đưa ra cảnh báo cho người dân ở khu vực ven biển của một số tỉnh kêu gọi mọi người di tản lên vùng đất cao hơn. Một nhân chứng chia sẻ với hãng tin Reuters, trận động đất ở Đài Loan có thể được cảm nhận ở thành phố Thượng Hải. Truyền thông Trung Quốc cho biết trận động đất cũng được cảm nhận ở Phúc Châu, Hà Môn, Tuyền Châu và Ninh Đức, thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Chính quyền thành phố Đài Bắc chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã hoạt động trở lại ngay sau đó. Truyền thông Đài Loan cho hay đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra trên đảo kể từ năm 1999 sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter cướp đi sinh mạng của khoảng 2.400 người và phá hủy hoặc làm hư hại 50.000 tòa nhà.